Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Thưa quý vị, kết thúc những ngày mưa ngập, tuần tới khu vực thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu xuất hiện nắng ấm. Theo bản đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần mới thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội sẽ nắng ấm cả tuần, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ C, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ C. Cuối tuần trời nhiều mây không mưa, rất phù hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Các gia đình có thể cân nhắc về các dự định đi nghỉ mát, cắm trại và tham gia các hoạt động dã ngoại ngoài trời. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 30 tháng 9 đến mùng 8 tháng 10, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyển thời tiết khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đợt mưa rào và dông rải rác được dự báo sẽ còn tiếp diễn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ C, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 25 độ C. Dưới là các thông tin chi tiết. Tiếp nối bản tin là thông tin thời tiết biển. Về thời tiết biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tuần tới quần đảo Hoàng Sa sóng cao từ 3 đến 5 mét, gió hướng Đông Bắc. Quần đảo Trường Sa được dự báo có sóng cao từ 2 đến 3 mét, gió hướng Tây Nam, biển động mạnh. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới Tây Nguyên chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, ngày có nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Hẹn gặp lại quý vị cùng những thông tin mới nhất trong bản tin tiếp theo được phát sóng trên laodong.vn.